khai thị nhân ngày lễ tắm Phật. Giữa Nam Tông và Bắc Tông có sự bất đồng về ngày đản sanh của Đức Phật. Tuy nhiên, bất luận ngày nào, chỉ cần mọi người thành kính tưởng nhớ, trang nghiêm lễ bái thì ngày đó chính là ngày Đức Phật đản sanh. Bởi lẽ, Pháp vô định Pháp, cho nên dẫu có nghiên cứu riêng về một vấn đề này đến tóc bạc, mắt lòa cũng vẫn không tìm ra được một đáp án đúng đắn, chỉ lãng phí thì giờ quý báu, như thế thì đáng tiếc biết bao. Theo Đạo Phật, mỗi người nói chung đều có chỗ chấp trước câu nệ. Người thì chấp trước Phật giáo Ấn Độ, kẻ thì chấp trước Phật giáo Tích Lan, Phật giáo Trung Hoa hoặc Phật giáo Nhật Bản, vân vân. Chính vì sự chấp trước và quan điểm bất đồng đã khiến cho Phật giáo trở thành có giới hạn, có ranh giới và gây nên sự chia rẽ trong Phật giáo. Thật ra, Phật giáo vô lượng, vô biên, không hề có một phạm vi nhất định. Do đó, tôi trước sau vẫn chủ trương là không nên vạch ranh giới cho Phật giáo, mà trái lại tất cả phải đoàn kết nhất trí, thế giới một nhà mới đúng. Tôi vẫn thường nói, Phật giáo mà tôi giảng thì không phải là Phật giáo Ấn Độ, cũng chẳng là Phật giáo Trung Hoa, mà chính là thứ Phật giáo tận hư không biến pháp giới. Nói rõ hơn, thì không có Phật giáo nào có quốc tịch, không có Phật giáo nào có chủng tộc, và cũng không có thứ Phật giáo phân chia nhân ngã hay mình người. Không phải chỉ có kẻ tín ngưỡng Phật giáo mới là đệ tử Phật, mà ngay cả những người không tín ngưỡng Phật giáo cũng là đệ tử của Phật. Vì sao? Là vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từng dạy rằng, nhất thiết chúng sinh, giai hữu Phật tánh, giai kham tác Phật. Nghĩa là, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều được thành Phật. Điều này chứng tỏ rằng, người tin Phật là chúng sinh, mà người không tin Phật cũng là chúng sinh. Có người nói, tôi không phải là chúng sinh. Thế thì thử hỏi, bạn không phải là chúng sinh, vậy thì bạn là gì? Có người lại cả quyết, tôi tên là Thiên, tức là Trời, vậy thì tôi là Trời. Bạn nên biết rằng, Trời cũng là một chúng sinh. Cũng có người nói, tôi tên là Địa, tức là Đất, vậy thì tôi là Đất. Bạn nên nhớ rằng, Đất cũng là chúng sinh, và cũng không vượt ra ngoài vòng chúng sinh. Tận cùng cõi hư không và khắp cả pháp giới đều là nơi cư ngụ của chúng sinh. Trong 10 pháp giới chỉ có Phật pháp giới là vượt ra ngoài vòng chúng sinh, kỳ dư 9 pháp giới còn lại. Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn, Trời, Người, Atula, Súc Sinh, Ngạ Quỷ, Địa Ngục đều thuộc trong vòng chúng sinh, nên đều được gọi là chúng sinh. Chúng ta đều là chúng sinh, thế thì nếu tôi xem những kẻ không tin theo Đạo Phật cũng thuộc về Phật giáo, thì có gì là không công bằng chứ? Đây chính là tánh cách toàn thể đại dụng của Phật giáo. Đức Phật dạy rằng, nhất thiết chúng sinh giai khả thành Phật, nghĩa là tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Dù các bạn có tin theo Phật giáo hay không, trong tương lai tất cả các bạn đều sẽ thành Phật. Vì sao? Vì các bạn chạy không khỏi cái vòng chúng sinh. Người nào hiện tại không tin Phật thì tương lai sẽ tin Phật. Đời này không tin Phật thì đời sau có thể tin Phật. Nói tóm lại là mọi người rồi sẽ tin Phật. Do đó mà tất cả chúng sinh đều được xem như đệ tử của Phật. Hiện nay, có tôn giáo không giảng đạo lý. Cứ quả quyết rằng, chỉ có một vị thần độc nhất vô nhị có thể làm chủ tể thế giới, sáng tạo thế giới và khống chế vũ trụ mà thôi. Con người thì không có tư cách làm thần, mà chỉ có thể làm nô lệ cho thần và chịu sự chi phối của thần. Thứ lý luận này rất tương phản với tông chỉ của Phật giáo. Theo tông chỉ của Phật giáo, thì ai ai cũng có thể thành Phật được cả. Các chúng sinh đời hiện tại chính là cha mẹ của chúng ta trong đời quá khứ, và là những vị Phật trong tương lai. Nếu chúng ta sanh lòng sân hận đối với chúng sinh, thì cũng như sân hận với cha mẹ mình và chư Phật. Và như thế tức là chúng ta trở thành những kẻ bất hiếu, đại nghịch. Do vậy, đối với chúng sinh thì chúng ta cần phải từ bi, kính trọng. Giữa người với người thì nên đối đãi một cách chân thành và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, chứ đừng chướng ngại đố kỵ nhau. Đó là điểm vĩ đại nhất của Đạo Phật. Hôm nay các bạn đến Vạn Phật Thánh Thành tham gia lễ tắm Phật, thì tôi xem như các bạn là đệ tử của Phật, mà không cần biết các bạn có tin Phật hay không, có tắm Phật hay không. Người tín ngưỡng Thiên Chúa tôi cũng kể như đệ tử của Phật, người tín ngưỡng Giê-xu tôi cũng coi là đệ tử của Phật. Ngay cả những người tín ngưỡng do Thái giáo hoặc Hồi giáo vân vân, tôi cũng đều xem họ như đệ tử của Phật. Tôi tuyệt nhiên không hề xem các bạn là người ngoài đối với Phật giáo. Tất cả mọi người đều là một nhà,
cùng chung một gia đình, không phân biệt người này, kẻ nọ. Các bạn xem, Phật giáo hoàn toàn không có tư tưởng bài xích tôn giáo khác. Thật là vĩ đại biết bao. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng ngày 9 tháng 5 năm 1983. Cho tinh thần. Lý do khiến con người đọa địa ngục, làm ngạ quỷ hoặc chuyển thành súc sinh thì không ngoài sự chi phối của lục căn. Con người sở dĩ thành Atula, sanh lên cõi trời hay làm người cũng không ngoài tác dụng của sáu căn này. Cho nên, con người được thành A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát hay Phật cũng đều không rời công năng của sáu căn này. Vì sao sáu căn này có sức mạnh lớn lao như vậy? Thậm chí con người dù sanh lên cõi thiên đàng hay đọa xuống địa ngục cũng đều không thể tách rời khỏi chúng được. Phải chăng sáu căn này có khả năng chi phối con người trong vấn đề thành Phật hoặc làm quỷ? Kỳ thật, không phải là sáu căn này chi phối chúng ta, mà là tại chúng ta không biết vận dụng chúng. Trong tự tánh hay linh minh giác tánh của mỗi con người đều có một chủ nhân ông. Vị chủ nhân này cũng chính là Phật tánh bản hữu của chúng ta. Khi vị chủ nhân nắm quyền, tức là Phật tánh hiện hữu, thì chánh niệm hiện tiền, làm chuyện gì cũng tự tại, không có trở ngại. Tuy nhiên, nếu có một niệm vô minh dấy lên hoặc ngu si ám chướng khơi dậy trong tâm chúng ta, thì sáu căn này sẽ giống như sáu tên giặc, chúng lấn áp chủ nhà, chúng tước đoạt quyền hành của vị chủ nhân, và chúng ta sẽ bị sáu tên giặc, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tư tưởng mưu hại. Sáu tên giặc này sẽ phá nhà, cướp của, vơ vét hết tài sản quý báu trong nhà. Cho nên nói rằng, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân giá. Nghĩa là, một niệm không sinh, Phật tánh hiển hiện, sáu căn giấy động, tâm bị che mờ. Do đó, chúng ta vốn dĩ đi theo con đường Phật, nhưng rồi lại rơi vào con đường ma. Thí dụ như có người lái xe, lẽ ra phải đi trên con đường lớn, nhưng người đó lại lao xuống biển, làm cả người lẫn xe đều chìm dưới đáy biển. Lại có những người thích những chuyện cao xa viển vông, y chạy lên núi rồi bị rớt xuống từ trên đỉnh núi, khiến cho thân thể tan nát. Đó là vì họ không thuộc đường, không quen đường đi nước bước, không biết lái xe nên mới xảy ra chuyện bất trắc, thậm chí có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Linh tánh bản hữu của con người thì thông thiên triệt địa, hết sức viên mãn, kỳ diệu, sáng suốt, hiển hiện khắp mười phương và có sức mạnh vô song, cái gì cũng thực hiện được. Thí dụ có kẻ tuy biết lái xe nhưng một khi đầu thai trong một cái túi da thối tha này thì trở nên rất hồ đồ, thậm chí không còn biết phương hướng đông tây nam bắc hay trên dưới gì nữa, nên cứ chạy lung tung khắp nơi. Con người khi bị sáu căn che mờ cũng vậy, vốn muốn thành Phật, thành Bồ Tát nhưng chỉ sơ hở, thiếu cẩn thận một chút là có thể thành ngựa, thành bò hoặc thành dê ngay. Đáng thương nhất là có một số tín đồ Phật giáo, tuy một lòng muốn thoát khỏi ba đường ác, nhưng không hiểu cách lái chiếc xe này, không biết vận dụng sáu căn nên bị sáu căn chi phối, đành để cho ma vương làm chủ căn nhà của họ. Họ bị vây khốn trong tấm thân giả tạm do năm uẩn tạo thành này mà không thể nào thoát ra được. Họ đau khổ không thể tả xiết. Linh tánh bản hữu của họ thì bị mai một, trí huệ quang minh cũng không sao hiển tiền được. Cho nên mọi sự, mọi vật trên đời đều thuyết pháp, đều dạy cho chúng ta sự thật chân lý. Nếu hiểu được thì các bạn sẽ thấy là vạn sự vạn vật đều đang thuyết Phật Pháp, đang nói lên cái Pháp ra khỏi thế gian. Nhưng nếu không hiểu thì các bạn sẽ thấy rằng tất cả chỉ toàn nói Pháp thế gian, thứ Pháp nhiễm ô. Do đó, tất cả mọi sự đều coi thử tâm các bạn như thế nào. Tất cả đều là ở nơi ý niệm của các bạn mà thôi. Hễ có trí huệ thì bất luận vấn đề gì cũng có thể giải quyết một cách ung dung tự tại. Còn không có trí huệ thì đâu đâu cũng chỉ toàn là chướng ngại. Thân thể loài người chúng ta tuy cần ăn uống để sinh tồn,
song đó chỉ là một loài thực phẩm thô sơ mà thôi. Con người còn phải dựa vào Phật tánh, vào trí huệ quang minh để sanh tồn. Ví như chiếc xe cần phải có xăng mới chạy được, con người cũng phải nhờ vào ăn uống thì mới có sức sống, mới có thể sanh hoạt, mới có thể vận động được. Tuy nhiên, có một số người tu hành không cần phải nhờ vào sự ăn uống để sanh tồn. Vì sao vậy? Vì họ chỉ ăn trí huệ quang minh, đó mới chính là thực phẩm dinh dưỡng của họ. Cho nên, về mặt thô kệch thì thân thể cần dựa vào sự ăn uống, nhưng nhìn theo chiều sâu vi tế hơn thì con người cần phải có linh tánh của Phật để làm thức ăn cho tinh thần mới được. Ban ngày chúng ta làm việc, bất kỳ đi, đứng, nằm hay ngồi cũng đều hao tổn sinh lực cả, giống như chiếc xe tiêu thụ rất nhiều xăng dầu vậy. Đến ban đêm, chúng ta nghỉ ngơi thì các lỗ chân lông mở ra tiếp xúc với hào quang của Phật, hấp thụ trí huệ quang minh tỏa ra từ đại quang minh tạng của Phật để bổ sung cho tinh thần đã bị tiêu hao lúc ban ngày. Do đó, nhờ ban đêm nghỉ ngơi đầy đủ rồi nên hôm sau tinh thần lại được khôi phục như bình thường. Có nhiều người nghe được đạo lý này liền nổi lòng tham, nghĩ rằng, à, thì ra khi mình ngủ chính là lúc Đức Phật tiêm hào quang cho mình. Vậy nếu mình ngủ nhiều hơn một chút nữa, chẳng phải là càng có trí huệ hơn sao? Kỳ thật, mỗi người chỉ cần một thời gian ngủ nghỉ nhất định. Nếu ngủ quá nhiều sẽ làm cho đầu óc ngu muội và trí huệ bị sút giảm. Người ta thường nói, dạ trường mộng đa, nghĩa là đêm dài thì lắm mộng. Con người mà mộng mị hoài thì chỉ lãng phí tinh thần mà thôi. Ngủ nhiều quá lại có thể làm cho chúng ta uể oải, mắc bệnh nhức đầu. Cho nên, phàm làm việc gì cũng phải thích đáng, vừa phải, không nên đi tới chỗ cực đoan. Những người không hiểu đạo lý này thì cho rằng chỉ có ăn uống mới duy trì được sanh mạng. Song le, những bậc tu đạo biết dụng công thì hết sức chú ý tới món ăn tinh thần. Cho nên họ rất thích ngồi thiền, rất thích tham cứu và tu tập thiền định. Bởi chính nhờ tham thiền, tập định mà họ có thể tiếp xúc với nhiều trí huệ quang minh của chư Phật để bổ sung tinh thần và khiến cho huệ lực được tăng trưởng hơn nữa. Tuy nhiên, đối với việc ngồi thiền hay tịnh tọa, các bạn cũng không nên quá tham lam, chấp trước vào tịnh tọa nhiều quá cũng có thể mắc phải thiền bệnh. Cho nên, chúng ta, những người học Phật, không nên chạy bên Tây hay bên Đông, hướng ra ngoài mà truy cầu, nào là cầu Phật Pháp tìm con đường tắt, hoặc là tham tiện nghi, muốn mau khai ngộ, bởi vì như thế chỉ khiến cho mức năng lượng có giới hạn trong người mình bị hao tổn, bản thân mình cũng nhọc tâm, kiệt sức, trí huệ bị tổn giảm, mà lại không đạt được gì cả. Đó là tệ trạng của sự không hiểu gì về đạo lý, căn bản Phật tánh, cứ hướng tâm ra ngoài mà truy đuổi cái Pháp. Những điều tôi nói hôm nay không phải là thần thoại, mà có thể gọi là thần lý. Lý luận này có thể nói rằng, ngay cả những khoa học gia tân tiến nhất cũng chưa thể nghiên cứu tới, chứ đừng nói là hiểu được. Và dù nằm mơ, họ cũng không thể mơ tới rằng có đạo lý kỳ diệu như thế. Thật ra, đây vốn là những đạo lý rất bình thường, nhưng đáng tiếc là ai nấy đều thờ ơ, không chú trọng. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng vào tháng 5 năm 1983. Mưu sanh và mưu tử. Nói chuyện với sinh viên trường Đại học Redwood tại Vạn Phật Thánh Thành, trưa ngày 21 tháng 5 năm 1983. Các bạn thanh niên già và các bạn cao niên trẻ. Hôm nay mọi người họp mặt nơi đây, nếu không phải là đại duyên thì cũng là tiểu duyên. Điều mà tôi muốn nói đây chắc chắn là không có bạn nào có thể phủ nhận được. Vì sao tôi gọi các bạn là thanh niên già? Bởi vì tôi thấy các bạn trẻ trông rất có chí khí, thái độ rất chững chạc, thận trọng và già dặn, cho nên tôi gọi các bạn là thanh niên già. Vì sao tôi lại gọi là các bạn cao niên trẻ nữa? Bởi vì tôi thấy trong số các bạn có nhiều người lớn tuổi nhưng lại rất cởi mở, trẻ trung, không có tâm tính toán, cũng không có tâm đố kỵ, tâm chướng ngại, tâm nhân ngã thị phi, cho nên tôi gọi những người đó là các bạn cao niên trẻ. Có một số các bạn đã đến đây năm ngoái, vì không rõ những bạn đến năm nay chính là những người ấy, hay là có cả người mới, kẻ cũ cùng đến, cho nên vừa có thể nói các bạn là bạn mới, mà vừa có thể gọi là các bạn là bạn cũ.
Vạn Phật Thánh Thành chúng tôi có tông chỉ là muốn sửa đổi phong khí của nền giáo dục. Trên thế giới, tam giáo cửu lưu, ngũ hạng bát tác, có đủ tất cả các nghề nghiệp, ai nấy đều tự mưu sinh, không người nào muốn mưu tử cả. Không người nào lo nghĩ rằng rồi mình sẽ chết như thế nào, sống thì cứ sống, nhưng chết thì như thế nào, bởi không có ai nghĩ đến vấn đề đó, nên tôi nói là chẳng có người nào mưu tử. Tuy nhiên, ở Vạn Phật Thánh Thành thì có người mưu sinh, có người mưu tử. Thường thì người ta mưu sinh bằng cách buôn bán, làm ruộng, làm quan, làm thợ, học hành, vân vân. Mọi người tùy ý lựa chọn một trong năm nghề, sĩ, nông, công, thương, quan để làm. Vì thế, có người chọn công việc về ngành giáo dục. Tuy nhiên, có nhiều người muốn dùng học sinh làm công cụ để mưu lợi, nên tính toán rằng, tôi mở một ngôi trường, có người đến học thì tôi kiếm được bao nhiêu tiền. Được nhiều tiền như vậy thì tôi có thể mưu sinh rồi. Do đó, họ dùng đủ mọi thứ cách để trường của họ trở thành nổi tiếng nhất. Nhưng đến khi được tiếng là học đường tối cao rồi, thì trường trở nên suy đồi. Vì sao? Tôi cảm thấy rất hổ thẹn khi phải nói ra những chuyện như thế này. Tại nhiều trường học, học sinh công khai mua bán thuốc phiện, hút thuốc phiện. Các bạn thấy như thế có đáng thương chăng?